Bạn về hình ảnh con hổ trong năm Nhâm Dần thì có lẽ là không thể quên những con hổ thật đang được chăm sóc trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Trải qua một năm khó khăn do dịch bệnh, phải đóng cửa thời gian dài, nhưng các nhân viên tại đây vẫn kiên trì với công việc vì tình cảm gắn bó với động vật. Mời quý vị khán giả cùng đến với nghề nuôi hổ tại Thảo Cầm Viên. Nhìn những vết cào trên các thân cây này, chắc hẳn ai cũng phải ớn mình. Có những thân cây hàng chục năm, những vết cào cũ chưa lành đã chồng thêm những vết cào mới. Đây là những thân cây trong chuồng nuôi hổ của Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Nhưng trong những buổi sáng sớm, khi những chú hổ còn ngủ trong chuồng, đã có những nhân viên đi vào chuồng hổ dọn dẹp vệ sinh, quét dọn những chiếc lá rụng hay lau những tấm kính bảo vệ. Đối với du khách, hổ vừa dũng mãnh vừa đáng sợ. Còn đối với nhân viên, những chú hổ này đều có tâm tính, tình cảm sau nhiều năm gần gũi, được chăm sóc. Chúng còn biết đáp lại khi nhân viên gọi tên của mình. Mỗi con nó có một cái đặc trưng của nó, ví dụ như cái tên của nó là ví dụ như bên hổ trắng này, bên gan này thì con đực và cái. Ví dụ như mình kêu tiếng đực là tự động là nó nghe, nó chạy vô. Mình cũng có sự gắn bó với nó, hàng ngày mình chăm sóc nó quen coi nó như là người thân của trong gia đình của mình vậy. Những cái chú hổ này á là anh em công nhân nuôi ở khu chuồng nào thì chúng sẽ cảm nhận được cái sự quen thuộc đối với người chăm sóc của mình. Ví dụ người là những con hổ này có thể là cảm nhận được cái mùi quen thuộc, cái bộ đồ quen thuộc, cái vóc dáng quen thuộc, nó sẽ nhận diện được cái người chăm sóc của chúng. Các nhân viên tại tổ chăm sóc thú dữ không quên được giây phút những chú hổ trắng được sinh ra. Theo Quỹ Bảo vệ Động vật Hoang dã WWF, số lượng hổ trắng đã giảm từ 100.000 con năm 1990 xuống còn 3.200 con năm 2013. Thời điểm nhập hổ trắng về Thảo Cầm Viên, loài vật này đứng hàng đầu trong danh sách những loài cần được bảo vệ. Trong cái quá trình nó mang thai thì mình biết được cái thời gian giữ sanh của chúng, thì gần tới thời gian đó mình rất là hồi hộp và mình phải theo dõi chúng liên tục. Thì vào năm 2014 thì hai chú hổ cái ở trong Thảo Cầm Viên đã cho sinh sản cùng một năm. Một con thì sinh sản vào tháng 2 năm 2014, một con sinh sản vào tháng 4 năm 2014. Và đến tiếp tục là tin vui đến tiếp theo là vào năm 2015 là chú hổ trắng cho sinh sản thành công tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Trong năm mới, điều mong mỏi nhất của những người nuôi hổ này chính là mong đại dịch chóng qua để Thảo Cầm Viên luôn được mở cửa chào đón khách, để những nhân viên an tâm tiếp tục công việc, để các loại động vật được chăm sóc tốt hơn.